Xin chào tất cả các bạn, ở đây thì mình đang có một chiếc Samsung Galaxy S6 Edge. Đây là phiên bản thương mại được bán chính hãng tại Việt Nam cũng như là trên cửa hàng chính hãng tại Mai Nguyên, với bộ nhớ trong là 32GB. Và ở đây thì mình đang có cái phiên bản Gold Platinum tuyệt đẹp. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp nhanh cái Samsung Galaxy S6 Edge và cho các bạn thấy bên trong nó như thế nào. Đây là cái hộp bên ngoài, cách đóng gói khác với những phiên bản trước như là S5. Ở bên trong thì mình có chiếc Galaxy S6 Edge màu Gold Platinum tuyệt đẹp. Mình sẽ kéo lớp bóng phía bên ngoài ra để mọi người xem. Đây là phiên bản có thể nói là đẹp nhất trong tất cả các dòng Galaxy. Ở phía sau thì có một số thông tin của máy. Ở bên trong chúng ta sẽ có một số những phụ kiện. Ở đây thì mình có những cái tài liệu hướng dẫn kèm theo sản phẩm, rất là nhiều tài liệu hướng dẫn. Chúng ta có rất nhiều sử dụng nhanh cả tiếng Anh và tiếng Việt với cái warranty card. Ở bên trong thì mình còn có thêm tai nghe sạc siêu tốc và một cái cáp micro USB, cùng với đó là cái chọc SIM. Thì đây là tất cả những phụ kiện kèm theo chiếc Samsung Galaxy S6 Edge được bán chính hãng tại Mai Nguyên. Và trên tay mình hiện nay đang là chiếc Samsung Galaxy S6 Edge thì tất nhiên mình sẽ giới thiệu về cái phần ngoại hình trước với các bạn. Thì toàn bộ cái phần khung của cái máy màu Gold Platinum này mình đánh giá rất là đẹp. Chúng ta có một cái phần khung được làm từ nhôm, ở bên ngoài họ phủ một cái lớp sơn màu Gold rất là đẹp, tiệp với cả mặt trước và mặt sau của máy. Ở mặt trước thì chúng ta có một cái màn hình 5.1 inch với độ phân giải là 2K. Ở phía trên là cảm biến camera trước với độ phân giải là 5 megapixel. Chúng ta có cái dãy loa thoại logo Samsung. Ở phía dưới thì là phím home với cái khả năng nhận diện vân tay, phím back và phím đa nhiệm. Thì toàn bộ mặt trước này, đây là cái máy đẹp nhất của Samsung từ trước tới nay mà mình cảm nhận được. Ở phía đằng sau thì chúng ta có một cái phần mặt lưng được bọc kính với cái công nghệ CMF như mình đã có giới thiệu trước đây. Với công nghệ này thì chúng ta sẽ có những cái đường vân quang chạy dọc khi mà chúng ta nghiêng cái máy ở những góc độ khác nhau. Thì dĩ nhiên đây là một cái máy với cái mặt lưng được làm bằng kính, cho nên nó, cái việc là bám vân tay là không thể tránh khỏi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chùi đi rất là nhanh. Ở mặt trên thì chúng ta có thêm cái camera sau, tức là camera chính với độ phân giải là 16 megapixel, với cái khả năng chống rung quang học rất là tuyệt vời. Cạnh bên đó là cái đèn flash của máy cũng như là cái khu vực cảm biến để nhận diện nhịp tim. Ở phía bên dưới chúng ta có logo của Samsung và một số những cái thông tin khác. Thì ở đây cái máy này là made in Việt Nam by Samsung luôn, không có làm ở đâu khác cả, ngay tại đất nước của chúng ta. Ở bên cạnh phải chúng ta có vị trí của cái phím nguồn. Ở bên dưới thì có cái loa ngoài, điện thoại, cổng micro USB và cái chắc tấm tai nghe của máy. Thì toàn bộ những cái thành phần này họ làm rất là chi tiết và rất là đẹp. Ở phía bên trên thì chúng ta có cái case SIM của máy cùng với một cái con mắt hồng ngoại để chúng ta có thể điều khiển những cái đồ vật trong nhà. Ở bên cạnh trái thì chúng ta chỉ có hai phím tăng giảm âm lượng. Thì nhìn chung về cái thiết kế như mình đã nhập lặp lại rất là nhiều lần thì Galaxy S6 Edge là cái phiên bản mà mình cho là đẹp nhất trong tất cả những chiếc smartphone mà trước giờ Samsung đã từng giới thiệu với người dùng. Ở bên trong thì chúng ta vẫn có cái giao diện Touch Wizard rất là quen thuộc của Samsung, với cái giao diện này sử dụng trên cái nền tảng Android 5.0.2. Cái điểm đặc biệt ở cái giao diện mới của Samsung đó là họ cho phép chúng ta tùy biến rất là nhiều thêm. Họ có sẵn 3 cái thêm, một là thêm mặc định, hai là pin và một cái là space. Thì chúng ta có thể lên cửa hàng của Samsung để tải thêm hàng ngàn bộ thêm mà Samsung đã làm sẵn cho cái máy Galaxy S6 và S6 Edge. Thì hiện nay hàng đã có tại Mai Nguyên và những người đặt trước sẽ được những nhân viên Mai Nguyên nhanh chóng gọi đến và các bạn có thể đến lấy máy ngay lập tức. Cùng với đó là những cái phụ kiện kèm theo đang bán tại các cửa hàng của Mai Nguyên, các bạn có thể đến trải nghiệm thử bàn sạc không dây hay là cái ốp lưng hoặc là clear view cover dành cho Galaxy S6 Edge. Tất cả đều đã có hàng tại Mai Nguyên. Xin cảm ơn các bạn và các bạn trong những video lần sau.